Chào mừng mọi người đến kênh HHTQ Thắng Channel. Hôm nay chúng ta khám phá Quân Hữu Quân tập 44. Đừng quên đăng ký và like ủng hộ mình nha. Tô Bạch. Thank you.
We'll be right back.
áo trắng nhẹ nhàng giơ lên, sát ý trong nháy mắt tràn ngập ra. Tà Khán Hoa cười cười, ta cùng đồ đệ lâu không gặp nhau, trò chuyện chút việc nhà, Bạch lâu chủ này liền chờ đã không kịp. Bạch Cực Nhạc giơ lên chuôi này Ninh Thanh Thành không bụi kiếm, muốn thắng qua các ngươi, xác thực phải cần một khoảng thời gian. Tạ Khán Hoa nhìn thấy không bụi kiếm, lúc này mới nghĩ đến Ninh Thanh Thành. Đảo mắt trong lâu một vòng sau mới phát hiện toàn thân đã bị băng tuyết bao trùm Ninh Thanh Thành thi thể. Hắn sững sờ, Ninh Thanh Thành thế mà chết rồi. Hét lên Tập Nguyệt đi qua, cuối người nhìn cái kia thi thể, cau mày nói, thật sự chết rồi. Tạ Khán Hoa nhìn về phía Bạch Cực Nhạc, ngươi làm. Bạch Cực Nhạc nhìn thoáng qua Tô Bạch Y. Tô Bạch Y vẫn đắm chìm tại vui sướng về sau, giờ phút này lấy lại tinh thần, nhìn xem Ninh Thanh Thành thi thể, lắc đầu nói, kỳ thật cũng không thể xem như ta làm. Hắn rõ ràng đã ngăn trở kiếm của ta, cuối cùng lại chính mình tiến lên đón. Tạ Khán Hoa nghi ngờ nói, coi như ngươi luyện tiên nhân thư, cũng không có khả năng giết đến Ninh Thanh Thành. Hách Liên Tập Nguyệt đưa thay sờ sờ cái kia thi thể bên ngoài bao trùm lấy băng tuyết, trầm giọng nói, kiếm khí ngưng tuyết. Ngươi từ nơi nào học được kiếm pháp? Tạ Khán Hoa kinh ngạc nhìn về phía Tô Bạch Y. Đủ Bạch Cực Nhạc thân hình lóe lên, đi tới Tạ Khán Hoa trước mặt, đối Tạ Khán Hoa trực tiếp ra một kiếm. Cùng Bạch Lâu chủ quen biết nhiều năm, lại không nghĩ tới, Bạch Lâu chủ thế mà còn cần kiếm. Tạ Khán Hoa cầm lấy Quân Ngữ kiếm, nhẹ nhàng chặn lại, sau đó lui về sau ba bước. Kiếm, bất quá là giết người khí, sẽ giết người, liền tự nhiên sẽ dùng kiếm. Bạch Cực Nhạc trường kiếm một kéo, lại vung ra cùng cái kia Ninh Thanh Thành tương tự kiếm khí màu đen. Đúng sư phụ, cho nên cha ta đến cùng là ai à? Tô Bạch Y nghĩ tới cái này vấn đề trọng yếu, vội vàng hỏi. Nơi này còn đứng một cái thiên hạ xếp hạng trước mấy cao thủ, ngươi có thể không như vậy vội vã nghiên cứu bảo ta nhạc phụ sự kiện kia sao? Tạ Khán Hoa bất đắc dĩ đối Bạch Cực Nhạc về một kiếm. Bạch Cực Nhạc trong tay không bụi kiếm cùng Quân Ngữ kiếm chạm vào nhau, thoáng qua ở giữa, hai người đúng hơn 10 kiếm. Cuối cùng thác thân mà qua, hai cái riêng phần mình tại đối phương trên vạt áo lưu lại một đạo vết kiếm. Bạch Lâu chủ không đối ta dùng tiên nhân kia chỉ đường, là xem thường ta. Tạ Khán Hoa nhàn nhạt cười một tiếng. Ta cũng rất hy vọng nhìn thấy Tạ Lâu chủ Vũ Lý Khán Hoa. Bạch Cực Nhạc trầm giọng nói. Ngươi giết ta huynh đệ tốt nhất. Tạ Khán Hoa bỗng nhiên nắm chặt Quân Ngữ kiếm, quay người dùng sức vung lên trường kiếm, cho nên ta rất muốn nhìn một chút ngươi này tiên nhân, có thể chỉ cái gì đường. Được Bạch Cực Nhạc bỗng nhiên quay người, không bụi trên thân kiếm kiếm khí màu đen bạo khởi, nhưng vẫn không có chống đỡ được Tạ Khán Hoa này bỗng nhiên nổi giận mà lên một kiếm. Không bụi kiếm bị Tạ Khán Hoa đánh bay tới không trung, Tạ Khán Hoa lần nữa thả người nhảy lên, hướng về phía Bạch Cực Nhạc lồng ngực một kiếm đâm tới. Cẩn thận! Hách Liên Tập Nguyệt khẽ quát một tiếng. Tạ Khán Hoa hơi khẽ cau mày, vội vàng xoay người, chỉ thấy không bụi kiếm tại không trung một cái lượn vòng sau, vậy mà rơi thẳng mà xuống. Hắn lập tức một kiếm nghênh tiếp, kết quả không bụi kiếm bị đánh bay về sau, lại xuyên qua đỉnh đầu của hắn, trở lại Bạch Cực Nhạc trong tay. Lấy khí ngự kiếm, Tạ Khán Hoa thấp giọng nói. Điêu trùng tiểu kỹ thôi, Bạch Cực Nhạc trả lời. Tô Bạch Y nhìn về phía Hách Liên Tập Nguyệt, thầm nghĩ chỉ bằng sư phụ một người, liền có thể cùng này Bạch Cực Nhạc đánh cho khó hòa giải, nếu là Hách Liên lâu chủ cũng xuất thủ, đây chẳng phải là nắm vững thắng lợi rồi. Cho nên khi hai người bọn họ đồng thời tiến lâu thời điểm, hắn liền đã cảm thấy mình được cứu. Nhưng giờ phút này hắn tập trung nhìn vào, lại phát hiện Hách Liên Tập Nguyệt trên thân gió xuân chi lực tại cấp tốc trôi đi. Hắn chậm rãi đi qua, thấp giọng nói, Hách Liên lâu chủ. Hắn tại đạo quân trên thân cũng nhìn thấy qua tình cảnh tương tự, nếu không kịp thời trị liệu, có lẽ sẽ xuất hiện rất nghiêm trọng hậu quả. Hách Liên Tập Nguyệt sững sờ, ý thức được Tô Bạch Y phát hiện bí mật trên người hắn, lập tức cau mày nói, chớ nhiều lời. Sau khi nói xong, Hách Liên Tập Nguyệt tay phải nhẹ nhàng mà nhất chuyển. Tô Bạch Y liền nhìn thấy cái kia gió xuân chi lực lại lần nữa mà ngưng tụ, chỉ là Hách Liên Tập Nguyệt sắc mặt lại là càng ngày càng kém. Vừa rồi hắn cưỡng ép xông phá Thiên Cơ Viện Quỷ Môn Quan, mặc dù nhìn bề ngoài đồng thời không có quá lớn vết thương, nhưng kỳ thực thụ nội thương rất nặng. Đến mức mặc dù hắn cùng Tạ Khán Hoa đồng thời chạy tới nơi này, giờ phút này lại chỉ có thể nhìn Tạ Khán Hoa một người động thủ. Tạ Khán Hoa vào lúc này quay đầu nhìn Hách Liên Tập Nguyệt liếc mắt một cái. Hách Liên Tập Nguyệt cưỡng ép để xuống trong lồng ngực cái kia cỗ cuồn cuộn huyết khí, hướng về phía hắn khẽ gật đầu một cái. Mặc dù nhiều năm chưa từng sánh vai một trận chiến, nhưng Tạ Khán Hoa liếc mắt một cái liền minh bạch Hách Liên Tập Nguyệt ánh mắt bên trong ý tứ. Bọn hắn chỉ có một lần hợp kích cơ hội. Có thể thắng hay không qua Bạch Cực Nhạc,
liền nhìn cơ hội này. Sơn Phong đắc ý, Vũ Lý Khán Hoa. Vốn là một chiêu. Đến đây admin xin khép lại tập này. Cảm ơn các bạn đã xem hết audio. Nếu hay đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh và góp ý kiến bình luận các bạn nhé.